Xin chào các anh em, hôm nay mình sẽ review cho mọi người một phòng tập mà dạo gần đây mình hay ghé. Và tiện thể mình sẽ chia sẻ cho mọi người một vài bài tập về lưng và tay trước. Hiện tại mình đang đứng trước hàng gia Plaza và phòng tập hôm nay mình nói đến chính là California Fitness. Cùng mình bắt đầu nhá. Để tới được Cali thì chúng ta sẽ có hai lối đi chính. Nếu các bạn đi từ cửa chính thì chúng ta sẽ bấm thang máy lên đến lầu 3, sau đó đi thang cuốn lên đến lầu 4. Còn nếu bạn đi từ bên hông bên phải của tòa nhà thì chỉ cần bấm thang máy lên lầu 4 là sẽ tới được Cali. Ở Cali bây giờ check-in rất là dễ vì thẻ tập đã được tích hợp vào app Lipwell nên chỉ cần show app ra thôi là mình có thể check-in, đặt lịch lớp tập nhóm hay đặt khăn, nói chung là rất tiện lợi. Tủ để đồ ở đây thì tương đối rộng rãi, kể cả những hôm mình mang rất nhiều đồ thì vẫn có thể để được. No. Mình rất thích không gian tập luyện tại Cali Hàng Gia bởi vì nó cực kỳ rộng và thoáng. Ngoài ra thì background cũng cực kỳ đẹp và sáng nên sẽ phù hợp cho việc quay chụp, sáng tạo nội dung và chia sẻ kiến thức đến mọi người của mình. Chúng ta cùng đến với phần mà mọi người mong chờ nhất, mình sẽ chia sẻ những bài tập lưng và tay trước yêu thích của mình. Với mình thì kéo già là bài không thể thiếu trong các buổi lưng và nó đòi hỏi rất nhiều sức mạnh nên thường Huy sẽ tập ở đầu buổi. Hôm nay mình kéo với dây ring để cổ tay được di chuyển thoải mái hơn. Huy sẽ kéo 4 hiệp và hiệp nào cũng kéo tới ngưỡng thất bại. Chuyển sang bài thứ hai, chúng ta sẽ có chest supported dumbbell row. Đây là bài tập giúp xây dựng phần lưng dày và nhiều chi tiết hơn. Mình sẽ set up ghế ở góc 30 độ, chọn mức tạ nặng vừa phải. Khi xuống mình sẽ giãn lưng tối đa, kéo lên nhanh và siết chặt 1 giây ở điểm cao nhất, tập 15 rep với 4 hiệp. Bài thứ ba mình sẽ chuyển sang lat pull down, tiếp tục tấn công vào độ rộng của lưng. Đây là một bài mà mọi người thường gặp một lỗi sai, đó là khi kéo ngả người quá nhiều về sau. Trên thực tế là khi kéo xuống mọi người chỉ cần hơi ngả một chút là được. Hãy tập theo nhịp độ có kiểm soát, khi lên hãy giãn hết lưng, khi xuống thì ghi chặt 2 phần xô. Mình sẽ tập 3 hiệp với 12 rep. Kết thúc 3 bài lưng mình sẽ chuyển sang tập tay trước với Easy Barbell Curl. Tập với thanh Easy Bar sẽ giúp cổ tay của anh em thoải mái và dễ chịu hơn, từ đó tập trung nhiều vào cảm nhận phần bắp tay trước. Mình sẽ chọn mức tạ đủ nặng để có thể tập 12 rep với 3 hiệp. Ở bài tiếp theo Huy sẽ tập Rope Hammer Curl. Bài này sẽ giúp phần bắp tay phía bên ngoài của anh em nhìn dày hơn và tạo độ thẩm mỹ tốt hơn. Những lỗi sai phổ biến của bài này là mọi người thường không cố định được tay khi tập mà bị vung quá nhiều. Hãy cố định tay và đó chính là chìa khóa để cảm nhận bắp tay tốt hơn. Mình sẽ tập 15 rep cho 3 hiệp. Và ở bài cuối cùng Huy sẽ kết thúc với Twist Curl. Đây là một bài tác động không chỉ bắp tay mà còn cả phần cẳng tay. Vì quá trình chuyển động rất nhiều và rất chậm nên anh em sẽ không muốn chọn tạ quá nặng cho bài này. Mình sẽ chọn mức tạ vừa phải để tập 12 rep cho 2 hiệp. Ok, và đó là buổi tập lưng và tay trước của Huy. Và hy vọng là sau các bài tập mà mình vừa chia sẻ thì các bạn có thể xây dựng được một phần lưng và bắp tay to như mong muốn. Và như các bạn có thể thấy thì ở Cali Hàng Gia sẽ có đầy đủ trang thiết bị để Huy cần cho một buổi tập chất lượng. Hàng Gia cũng như các câu lạc bộ Cali khác, mọi người sẽ tìm thấy rất nhiều lớp tập nhóm Group X, yoga, đạp xe mỗi ngày. Và sau một buổi tập rất căng thì bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi bơi, một hoạt động mà mình thường dùng để thư giãn sau buổi tập. Hồ bơi ở đây thì sẽ nằm ở trên khu Centurion, dành riêng cho các hội viên VIP với các dịch vụ tập luyện, phòng tắm vô cùng riêng tư. Hồ bơi nằm trong nhà nên ngày nắng, ngày mưa vẫn bơi vô tư luôn. Khi cơ được thư giãn sau tập thì sẽ giúp cho nó dễ dàng phát triển hơn và cơ thể của mình cũng sẽ cảm thấy thoải mái. Mình hay chọn bơi sau tập cũng vì lý do này, vừa thư giãn, vừa mát mẻ và cũng giúp dáng mình đẹp hơn nữa đấy. Tập ở Cali mình thấy rất thoải mái vì tích hợp được nhiều dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác nhau, sau tập có thể bơi hoặc xông hơi cũng rất hay. Phòng tắm và máy sấy cũng được trang bị đầy đủ để mình sẵn sàng cho các hoạt động khác. Cảm ơn tất cả mọi người vì hôm nay đã có một buổi tập cùng Huy. Và Huy hy vọng là mọi người sẽ chăm chỉ tập luyện hơn để không chỉ có một vóc dáng đẹp mà có sức khỏe cũng như là tâm trạng tinh thần tốt hơn. Và nếu mọi người đang muốn tìm một môi trường tập luyện đa dạng và chuyên nghiệp thì hãy ghé ngay California Fitness. Huy sẽ để mã QR để ở đây để mọi người có thể tham khảo thêm. Và Huy sẽ hẹn gặp mọi người trong những clip sắp tới nha.